Vâng, kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của Mẹ Cát Tiên Thử Thách. Hiện tại bây giờ thì Mẹ Cát Tiên Thử Thách đã có mặt tại mộ cổ năm Vũ Linh. Trước khi vào video thì xin kính chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe và may mắn bình an. Đây là tấm hình rất là mới, rất là đẹp. Cổ năm Vũ Linh nha. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Tấm hình này thì cũng là một vị khán giả nè, cũng yêu quý cậu cho nên thì mới gọi tấm hình này. Rất là đẹp luôn. Sẽ quay một vòng nữa cho mọi người xem cận cảnh mộ của cô Năm sáng nay như thế nào ha. Giác vàng 18. Dĩa ba tầng giác vàng 18. Đây là băng cục cho mọi người ha. Băng cục của anh trai thợ hồ nè. Chắc ảnh mới ra nhận công trình rất là to luôn á, anh xuống đây cúng lễ mọi người. Đúng không anh trai? Đúng rồi, đem bia vô. Đúng rồi. À, của anh trai này nha mọi người ha. Của anh, ba anh trai này. Em để dưới được ha, em muốn để trên bàn. Dạ, vậy để trước mặt. Dạ, trước mặt anh trai. Rồi chị Lon. Chị Lon thì thứ bảy chừng nào xuống xuống mọi người. Quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Được rồi hả? Dạ. Cái nhà chị Lon cắm hoa quá đẹp luôn nè. Cơm gì đó là cũng lâu chưa vậy? Dạ lâu rồi chị. Chắc lúc sáng rồi vậy, vệ sinh xuống đi. Dạ, cái này là đồ ăn hả? Lấy cái này hai kia cho ông nội. Tại mình đồng đi ông nội. Ông muốn thành tâm bảo gì phải rồi. Nóng rồi. Thành tâm cậu Năm mới cho đập không? Anh cũng mới vừa thắp hương cậu Năm xong. Thank you.
Chị này đang lâu hình của năm mấy người, chị Trang. Đó, cuối tuần là chị hai chị từ Sài Gòn xuống đây. Chắc có lẽ thì mẹ có thể thắt lên một vòng rồi sẽ kết thúc video cho mọi người. Rồi thì chắc có lẽ thì mẹ tê thách sẽ kết thúc cái video. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mẹ cá tê thách.